Bây giờ chúng ta bắt đầu tập thể dục nhịp điệu bát quái nội công. Chúng ta khởi động làm nóng cơ thể trước. Hai chân dang rộng bằng hai vai. Chuẩn bị làm giãn cơ thể. Tay trái duỗi thẳng lên trên trời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi tay. 2, 2, 3, 4. Chuẩn bị làm động tác giãn lồng ngực. Qua bên trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4. Chuẩn bị nhấc cao đùi. Nhấc đùi phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đá về phía sau. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dồn trọng lực vào chân. Chân phải đưa về phía sau. Chân sau cố gắng duỗi thẳng. 5, 6, 7, 8. Chân sau bước về phía trước nửa bước. Nâng các ngón chân trước lên. 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cơ thể ngồi về phía sau. 3, 4, 5. Chuẩn bị xoay cổ tay và cổ chân. Xoay bên trái trước. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5. Chuẩn bị làm động tác khí trầm đan điền 3 lần. Lần thứ nhất. Hai đùi hơi tấn. Lần thứ hai. Khí trầm đan điền. Lần thứ ba. 5, 6, 7, 8. Chúng ta chuẩn bị làm các động tác của nhóm thứ nhất. Làm động tác đấm và đá. Chân phải đưa về phía sau, tay phải đấm. 1, 2, 3, 4. Khi đấm, hãy phát lực từ lưng. Lưng truyền lực cho cánh tay. 5, 6, chuẩn bị đổi bên. Đổi bên, đấm tay trái, đấm tay phải, đá. Phát lực từ lưng. 7, 8, dùng lực. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta chuẩn bị làm động tác hậu nghệ bắn mặt trời. 5, 6, 7, 8, đưa chân phải về phía sau. 3, quay sang bên trái. 5, 6, trở về giữa. 8, làm động tác kéo cung. 3, quay sang bên phải. 5, 6, trở về giữa. 8, dùng lực hai cánh tay. 3, xoay eo. 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, xoay, giữ cho cơ thể đứng vững. 7, 8, 5, 2, 3, quay sang bên trái. 5, 6, 7, 8, dùng lực kéo cung. 3, quay sang bên phải. 5, 6, 7, 8, dùng lực kéo cung. 3, xoay. 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, xoay. 5, 6, 7, 8. Chúng ta chuẩn bị làm động tác đánh đầu gối. Đánh đầu gối phải trước. 1, 2, 3, 4. Cùng lúc phát lực cả chân và tay. 7, 8. Hai cánh tay dùng lực. 3, 4, 5. Chuẩn bị đổi bên. Đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Làm thêm 4 lần nữa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuẩn bị làm động tác đẩy núi xuống biển. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Đẩy sang bên phải.
6, 7, 8, đẩy bàn tay. 3, chân phải bước về phía trước. 6, 7, 8, đẩy núi xuống biển. 3, đẩy sang bên trái. 6, 7, 8, đẩy bàn tay. 3, chân trái bước về phía trước. 6, 7, 8, dùng tiếng hăng hạ để dẫn khí. 3, đẩy sang bên phải. 6, 7, 8, đả thông kinh lạc toàn thân. 3, chân phải bước về phía trước. 6, 7, 8, giữ cho thân trên thẳng đứng khi đẩy tay ra, đẩy sang bên trái. 6, 7, 8, dùng lực đan điền đẩy lòng bàn tay. 3, chân trái bước về phía trước. 6, 7, 8, chuẩn bị làm các động tác của nhóm thứ hai. Làm động tác đấm và đá. Chân phải đưa về phía sau, tay phải đấm. 1, 2, 3, 4. Khi đấm, hãy phát lực từ lưng. Dùng lực 2, 2, 3, 4, 5, 6. Chuẩn bị đổi bên. Đổi bên, tay trái đấm, tay phải đấm, đá. Phát lực từ lưng. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuẩn bị làm động tác hậu nghệ bắn mặt trời. 5, 6, 7, 8. Đưa chân phải về phía sau. 3, quay sang bên trái. 5, 6, trở về giữa. 8, làm động tác kéo cung. 3, quay sang bên phải. 5, 6, trở về giữa. 8, dùng lực hai cánh tay. 3, xoay eo. 5, 6, 7, 8, dùng lực kéo cung. 3, xoay, giữ cho cơ thể đứng vững. 7, 8, mở khí mạch và xương lồng ngực. 3, xoay. 5, 6, 7, 8, 3 lần cuối cùng. 3, quay sang bên phải. 5, 6, 7, 8, dùng lực. 3, xoay eo. 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, xoay. 5, 6, 7, 8. Chuẩn bị động tác đánh đầu gối. Đánh đầu gối phải trước. 1, 2, 3, 4. Cùng lúc phát lực cả chân và tay. 7, 8. Phát lực từ đan điền. 3, 4, 5, 6. Chuẩn bị đổi bên. Đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Làm thêm 4 lần nữa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuẩn bị làm động tác đẩy núi xuống biển. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Đẩy sang bên phải. 6, 7, 8. Đẩy bàn tay. 3, chân phải bước về phía trước. 6, 7, 8. Đẩy núi xuống biển. 3, đẩy sang bên trái. 6, 7, 8. Đẩy bàn tay. 3, chân trái bước về phía trước. 6, 7, 8. Dùng tiếng hăng hạ để dẫn khí. 3, đẩy sang bên phải. 6, 7, 8. Đả thông kinh lạc toàn thân. 3, chân phải bước về phía trước. 6, 7, 8. Giữ cho thân trên thẳng đứng khi đẩy tay ra, đẩy sang bên trái. 6, 7, 8. Dùng lực đan điền đẩy lòng bàn tay. 3, chân trái bước về phía trước. 6, 7, 8. Các bạn làm rất tốt. Chuẩn bị làm động tác thả lỏng. Hít thở sâu 3 lần. Hít vào. Thở ra.
Làm lại một lần nữa, hít vào. Thở ra. Lần thứ ba. Thở ra, chuẩn bị tung hai tay về phía sau, tung tay phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tung tay về phía trước. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duỗi kéo thẳng cánh tay phải. Kéo vai. 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 2, 3, 4, 5, 6. Đặt tay phải lên vai trái và nhìn về phía sau. Buông lỏng eo và lưng. 5, 6, 7, 8. Đổi bên. Cố gắng nhìn về phía sau càng nhiều càng tốt. 5, 6, 7. Dồn trọng lực vào chân, chân phải đưa về phía sau, chân sau cố gắng duỗi thẳng. 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 2, 3, 4. Chuẩn bị vẩy tay và vẩy chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hít thở sâu 3 lần. Hít vào. Thở ra. Làm lại một lần nữa. Hít vào. Thở ra. Lần cuối cùng. Hít vào. Thở ra. Bài tập thể dục nhịp điệu bát quái nội công của hôm nay đến đây là viên mãn. Chúc các bạn mạnh khỏe và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Mời quý vị từ từ đứng dậy, chắp hai tay trước ngực. Việc một năm bắt đầu từ mùa xuân. Việc một ngày khởi đầu từ giờ Dần. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh Kim Bồ Đề đều đặn vào mỗi buổi sáng, nó sẽ khiến một ngày của chúng ta luôn tràn đầy năng lượng, tràn đầy tự tin, tràn ngập các ý tưởng sáng tạo, tràn đầy sức sống và trở thành một người vô cùng hấp dẫn. Tất cả mọi việc trong cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi. Hãy đọc to lên nhé. Tôi từ bi nhất. Tôi tự tin nhất. Tôi khoan dung nhất. Tôi dũng cảm nhất. Tôi nói có chữ tín nhất. Tôi tuân thủ thời gian nhất. Tôi làm được tất cả. Tôi có trí tuệ nhất. Tôi bác học nhất. Tôi thích đọc sách nhất. Tôi thích quan sát nhất. Tôi thích lắng nghe nhất. Tôi thích tư duy nhất. Tôi nghĩ xong là sẽ làm. Tôi là tinh phẩm do trời đất tạo ra. Tôi là người hấp dẫn nhất. Tôi có thiên bẩm nhất. Giọng hát của tôi hay nhất. Tôi thích được thử thách. Tôi dũng cảm gánh vác. Tôi sẽ thành tựu sứ mệnh của Thiên Phú. Trên trời dưới đất, chỉ ta tôn nhất. Trên trời dưới đất, chỉ ta tôn nhất. Trên trời dưới đất, chỉ ta tôn nhất. Được rồi, bây giờ quý vị hãy xoa xoa tay, xoa xoa mặt.
Hãy từ từ ngồi xuống. Mời quý vị điều chỉnh lại trạng thái thân tâm của mình sao cho thật tốt. Hãy giữ cho thân tâm trong trạng thái an định, thoải mái và thanh tịnh. Xin kính chào tất cả các bạn. Xin kính chào sư phụ ạ. Chúng ta lại được gặp nhau rồi. Chúng ta tiếp tục học hỏi và thảo luận về chủ đề vận mệnh. Tôi luôn luôn tín phụng và cũng coi điều này là quan trọng nhất. Đó là dĩ đức truyền gia, dĩ đức dưỡng mệnh. Nghĩa là trau dồi tâm từ bi và đạo đức của mình để đạt đến tu thân dưỡng tính. Hãy sống một cách từ bi, lương thiện và ôn hòa. Hãy làm những công việc đàng hoàng để có thể chăm lo cho gia đình của mình. Hãy truyền lại cho con cháu những đức hạnh tốt đẹp và cát tường. Đây là điều hết sức quan trọng. Hôm nay tôi sẽ phân tích tổng quát về các giai đoạn khác nhau trong một cuộc đời. Con người từ lúc sơ sinh cho đến 20 tuổi. Đây là giai đoạn phát triển và học tập. Từ 20 đến 30 tuổi là giai đoạn phải đưa ra ba quyết định lớn trong đời. Đó là những quyết định nào? Trước tiên là việc học hành, hôn nhân và công danh sự nghiệp. Đây là ba quyết định trọng đại của một đời người. Được rồi, tiếp theo sẽ là 30 đến 50 tuổi. Đây là giai đoạn của sự nghiệp. Từ 50 đến 60 tuổi là thời kỳ gặt hái những thành quả lao động của mình. Đây là thời kỳ vàng kim của một cuộc đời. Từ 60 đến 80 tuổi là giai đoạn tu dưỡng. Lúc này, người ta bắt đầu tu thân dưỡng tính. Hãy dự đoán rằng, chúng ta có thể sẽ sống đến khoảng 80 tuổi. Nếu quý vị sống lâu hơn một năm, nghĩa là đã có lời thêm một năm. Nếu sống được đến 120 tuổi, quý vị đã có lời thêm 40 năm, thật là tốt biết bao. 20 năm đầu đời là khoảng thời gian từ lúc sinh ra cho đến khi 20 tuổi. Độ tuổi này cũng không dễ dàng chút nào. Là đứa trẻ mới 4 hoặc 5 tuổi thì chỉ có thể sống dựa vào cha mẹ vì chưa làm được gì. Đến khi năm tới 6 tuổi mới bắt đầu học kiến thức và đi học cho đến khoảng 20 tuổi. Ở giai đoạn này, các bạn trẻ phải cạnh tranh về trí thông minh, sự siêng năng học tập, thậm chí là trường học. Những đứa trẻ luôn phải đối mặt với cạnh tranh và nỗ lực trong áp lực của học hành. Nếu không học tập tốt trong 20 năm đầu đời thì tương lai không biết là sẽ ra sao. Cổ nhân có câu, trẻ không vất vả, già càng gian nan. Vì vậy, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng, nỗ lực 10 năm đầu sẽ được hạnh phúc 70 đến 80 năm về sau. Nếu 10 năm đầu đời mà các bạn không nỗ lực thì cả cuộc đời các bạn sẽ phải vất vả khổ sở. Quy luật của cuộc sống là như vậy. Vì vậy, việc học tập của các bạn khi còn trẻ là điều vô cùng quan trọng. Sau một khoảng thời gian không ngừng nỗ lực, chúng ta bước sang giai đoạn 20 đến 30 tuổi. Đây là giai đoạn quan trọng nhất để quyết định vận mệnh của một con người.
最最重要的时间点就来到了。Trong giai đoạn này, có ba việc đại sự quan trọng nhất. Chúng ta không sắp xếp theo thứ tự cụ thể. Trước tiên là sự nghiệp học tập, đặc biệt là việc học ở trường đại học. Đây là một việc quan trọng. Các bạn cần phải chọn cho mình một chuyên ngành nào đó. Các lĩnh vực về văn hóa hoặc kỹ thuật đều là chuyên ngành. Ngày nay, khi bước vào xã hội làm việc mà các bạn không có tấm bằng đại học trong tay, sẽ rất khó có thể kiếm được một công việc đàng hoàng. Vì vậy, ở giai đoạn này, các bạn sẽ phải học lên cao và chịu nhiều áp lực trong học tập. Việc thứ hai có liên quan đến chuyện tình cảm. Ở tuổi này, các bạn đã đến độ tuổi thích hợp nhất để tính đến chuyện kết hôn. Nội trong 30 tuổi mà có thể kết hôn là một điều không hề đơn giản chút nào. Vì vậy, những người có thể kết hôn trước 30 tuổi sẽ thấy mình rất may mắn. Cuối cùng thì tôi cũng đã kết hôn. Đây là một việc đại sự khác ở giai đoạn này trong cuộc đời. Việc đại sự thứ ba, đó là lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân. Tốt nhất là hãy chọn cho mình một ngành nghề cụ thể trước tuổi 30. Cổ nhân có câu, đàn ông sợ đi nhầm đường, phụ nữ sợ cưới nhầm chồng. Có nghĩa là hãy làm theo sở trường và làm những gì mình thích. Đối với những đứa trẻ có sở thích liên quan đến các con số, toán học và tính toán, cấu trúc não của họ sẽ hứng thú với những việc liên quan đến những con số. Họ cảm thấy hạnh phúc khi giải quyết được những bài toán khó trong toán học. Với những người không có khái niệm về toán học thì sẽ chóng mặt khi gặp các vấn đề liên quan. Vì vậy, hãy làm những việc mình thích hoặc làm những việc thuộc sở trường của mình. Các bạn trẻ thường chọn chuyên môn của mình vào năm 17 hoặc 18 tuổi ở trường đại học. Tốt hơn hết là hãy quyết định sự nghiệp của mình trước 30 tuổi. Nếu không, nó sẽ là một vấn đề lớn. Trước 30 tuổi, phải quyết định và hoàn thành việc học tập, hôn nhân và sự nghiệp của mình. Có như vậy, các bạn mới có đủ năng lượng để vững bước trên hành trình của cuộc đời. Giai đoạn từ 30 đến 50 tuổi là thời kỳ dành cho sự nghiệp. Đây là giai đoạn sung sức nhất của con người. Cơ thể đang trong trạng thái trưởng thành và chưa bắt đầu lão hóa. Là giai đoạn đỉnh cao nhất của cuộc đời. Nếu lúc này mà các bạn đã ổn định hôn nhân, đã lựa chọn chuyên ngành và hoàn thành sự nghiệp học tập, có nghĩa là bạn đã giải quyết xong ba việc đại sự của mình. Chỉ khi nào làm tốt ba việc đại sự đó, các bạn mới có đủ năng lượng để tập trung và chăm chỉ làm tốt sự nghiệp của tương lai. Khoảng thời gian từ 30 đến 50 tuổi này là thời kỳ hoàng kim và là đỉnh cao cuộc sống của tất cả mọi người. Đó cũng là giai đoạn phải chịu rất nhiều kiểu áp lực khác nhau. Thông thường thì trên có cha mẹ già, dưới còn có con nhỏ. Lúc này, cha mẹ vẫn còn sống khỏe mạnh.
Các bạn trẻ cũng đã kết hôn và sinh con đẻ cái rồi, đúng không? Đối với cha mẹ thì phải hiếu thuận chăm sóc, đồng thời cũng phải nuôi dạy con nhỏ. Cả người già lẫn trẻ nhỏ đều cần các bạn nuôi dưỡng chăm lo. Đây là một trách nhiệm không thể trốn tránh. Giai đoạn này cũng rất vất vả. Nếu kết hôn ở tuổi 28, các bạn sẽ có một điều nữa cần phải lưu ý. Mọi người đang từ cuộc sống độc thân bước sang cuộc sống hôn nhân, mặc dù đã có sự chuẩn bị vì đã trải qua thời gian yêu đương và đến tuổi kết hôn, nhưng sau khi kết hôn, ở 3 năm đầu các bạn sẽ khó thích nghi với cuộc sống vợ chồng. Khi yêu, các bạn nóng lòng muốn kết hôn. Sau khi kết hôn mới nhận ra rằng có rất nhiều điều không còn đẹp đẽ như những lúc hẹn hò. Và có rất nhiều điều khiến bạn không quen. Từ tính cách, thói quen, giá trị quan cho đến thói quen ăn uống trong cuộc sống hôn nhân. Có người nói rằng tỷ lệ ly hôn trong 7 năm đầu của hôn nhân là vô cùng cao. Tôi cho rằng đó là vì cả hai bên đều không quen sống lẫn nhau. Ngay cả một sự khác biệt nhỏ về quan điểm cũng có thể khiến cho đôi bên cảm thấy khó chịu. Những rạn nứt nhỏ này sẽ tạo thành những sai sót và có thể sẽ trở thành vấn đề phức tạp. Cả hai bên đều không quen được nhau thì làm sao có thể chung sống? Vì vậy, những người kết hôn ở tuổi 30 có thể sẽ không thích nghi được với cuộc sống hôn nhân. Trong khi cả hai bên chưa quen sống với nhau thì một em bé ra đời. Cuối cùng, hai người cũng có một chủ đề chung để nói. Hai người không còn nhiều thời gian để cãi vã và bắt lỗi về những thói quen xấu của nhau. Họ quên đi tiếng ngáy của nhau và bắt đầu chỉ nói về đứa trẻ. Nếu không có con, có thể tỷ lệ ly hôn sẽ tăng gấp đôi. Có con rồi, mọi quan tâm đều dành hết cho con. Cả mẹ và cha đều cảm thấy đứa trẻ là máu mủ ruột thịt của mình. Tôi không phải là ruột thịt với anh, nhưng vì con là ruột thịt, là máu mủ. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục mê muội với anh. Mê muội có nghĩa là tiếp tục cuộc hôn nhân. Tại sao lại gọi là mê muội? Nghĩa là chung sống với nhau mà không cần so đo suy nghĩ nhiều. Bên cạnh đó, còn có bố mẹ của cả hai bên đều cần được chăm sóc. Cha mẹ có thể sẽ sống chung, vì vậy vợ chồng không được lớn tiếng cãi nhau. Nếu không sẽ làm phiền lòng cha mẹ, các bạn không thể chỉ nấu những gì mình thích ăn mà phải quan tâm đến người lớn tuổi. Không thể chỉ quan tâm chăm sóc con nhỏ mà còn phải chăm lo cho người già. Nếu không chu đáo, họ sẽ khó chịu và nói rằng, mọi thứ đều là dành cho trẻ nhỏ, lẽ nào tôi là không khí hay sao? Tại sao không nhớ tới việc nuôi dưỡng dạy dỗ của cha mẹ già này? Cha mẹ già sẽ phàn nàn như vậy. Tất nhiên là các bạn cần phải tôn trọng và hiếu kính cha mẹ già. Thế nhưng cứ bận rộn là lại quên khuấy đi. Mọi người thường quen chăm sóc trẻ nhỏ trước. Ít ai nghĩ đến việc chăm sóc người già trước, trừ khi những đứa trẻ đã khôn lớn, người ta mới có thời gian chăm sóc người già. Vì vậy, những người từ 30 đến 50 tuổi vừa phải phụng dưỡng cha mẹ già, đồng thời phải nuôi dạy trẻ. Hơn nữa, không thể chỉ lo cho chúng ăn, đúng không? Tiếp theo, các con cần đến trường và bắt đầu phải chọn trường mầm non cho con. Ở rất nhiều quốc gia, chi phí cho việc học mẫu giáo rất tốn kém. So với mức thu nhập trung bình của người dân thì chi phí cho trẻ học mẫu giáo khá là cao. Nếu muốn con mình có một cuộc sống tốt, được giáo dục tốt, ăn ngon mặc đẹp và có một bảo mẫu tốt thì phải chi rất nhiều tiền. Nguồn chi phí lớn đó từ đâu ra? Dù là một người hay là hai người kiếm tiền thì cũng đều phải nỗ lực rất nhiều. Thời kỳ hoàng kim của một người là từ 30 đến 50 tuổi. Mọi người nghe xong có thấy hạnh phúc không? Thật không dễ dàng chút nào. Nhưng đây là quá trình của cuộc sống mà ai cũng cần phải trải qua.
Được rồi, chúng ta hãy tiếp tục nói về tương lai. Vất vả lắm, cuối cùng cũng đã đến 50 tuổi. Theo sự tưởng tượng của tôi thì sau 50 tuổi, cuộc sống sẽ tốt hơn. Về sự nghiệp, người ta đã làm việc được hơn 20 năm rồi. Dù nghề nghiệp là gì, mọi người cũng đã thành thạo với kỹ năng của mình. Người ta không chỉ quen với công việc, thậm chí còn tạo dựng được tên tuổi cho mình. Có những người đã là cán bộ lão thành của công ty. Nếu làm kinh doanh, lúc này họ đã là một ông chủ có năng lực và dày dặn kinh nghiệm. Ở tuổi 50, nếu không có vấn đề gì về di truyền thì não bộ đang ở trạng thái linh hoạt nhất. Đây là thời kỳ gặt hái thành quả của cuộc sống. Cũng là lúc có thể phát huy, đột phá về kỹ thuật và năng lực của mình. Người ta có thể nhìn thấy thành quả của quá trình làm việc trong suốt thời gian qua và đã đủ tư cách để thành tựu sự nghiệp. Vì vậy, ở độ tuổi từ 50 đến 60 tuổi, mọi mặt đều đặc biệt tốt. Những điều tiêu cực mà mọi người gặp phải trong giai đoạn này là gì? Có thể là các con đang trong tuổi dậy thì, hoặc những vấn đề giáo dục và hướng dẫn con cái ở độ tuổi trưởng thành. Đây là một vấn đề lớn nhất. Đối với những người 50 tuổi, cha mẹ của họ tối thiểu cũng đã 70 tuổi, đã già nua thật sự. Khi đó, khả năng hành động, tình trạng sức khỏe và tâm lý của cha mẹ đã bắt đầu giảm sút thực sự. Họ cần người chăm sóc và quan tâm nhiều hơn. Vì vậy, khi con người bước qua tuổi 50, ngoài những áp lực từ con trẻ và cha mẹ già, cơ thể của chính họ cũng bắt đầu thoái hóa. Sự phối hợp giữa tay và mắt của chúng ta không còn hoạt động tốt như trước nữa. Sẽ không thể ngồi xổm xuống hoặc đứng dậy bất cứ khi nào mình muốn. Vì vậy, ở giai đoạn này sẽ có những rắc rối ở một vài phương diện. Tiếp theo là giai đoạn tu dưỡng bản thân. Sau 60 tuổi, chúng ta thường trong trạng thái tâm có thừa nhưng sức lực không đủ. Cơ thể không còn được kiểm soát bởi bộ não. Nó trở nên tồi tệ và dần dần suy giảm theo từng ngày. Xin nhắc quý vị rằng, ở giai đoạn này, mọi người cần phải tập thể dục, rèn luyện và tu hành nhiều hơn để giữ gìn sức khỏe. Thứ nhất là để bản thân đỡ phải chịu khổ. Thứ hai là để cho con cái bớt phải lo lắng. Thứ ba là để cho bản thân và con cái ít phải chi tiêu. Thứ tư là sống được thêm ngày nào là tốt ngày đó. Nếu chúng ta muốn được khỏe mạnh và sống lâu, đến tuổi 60 mới bắt đầu chăm sóc cơ thể. Chưa phải là quá muộn, nhưng càng sớm càng tốt. Hãy chú ý và chăm sóc sức khỏe của mình cho tốt. Sau 60 tuổi, về tổng thể trong toàn xã hội thì hầu hết mọi người đã về nghỉ hưu. Người ta hầu như không thể làm việc. Nếu ai 75 hoặc 80 tuổi mà vẫn có thể làm việc bình thường và không gây phiền hà cho người khác, tôi xin bái phục, tán thán và chúc mừng vì họ thật là tuyệt vời. Rất nhiều người đã học tu thiền và bát quái nội công từ chúng tôi. Trước đó, chân tay của họ không còn linh hoạt. Họ cần đến sự giúp đỡ săn sóc của người nhà và bạn bè. Bây giờ, họ có thể tự lo liệu cho cuộc sống. Tiêu chuẩn thứ nhất trong cuộc sống là có thể tự lo liệu mọi việc trong sinh hoạt. Tiêu chuẩn thứ hai cũng là tiêu chuẩn tốt nhất. Đó là có thể tự mình đi lại. Đối với các bạn trẻ thì việc đi lại không phải là vấn đề vì họ có thể chạy, đúng không? Khi về già, ai cũng muốn mình có một cơ thể nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Mọi người đều mong muốn được như vậy. Thế nhưng, khi ngồi xổm xuống để đi vệ sinh, và lúc đứng dậy thì đôi chân lại không đủ sức để đứng dậy. Đây là sự lão hóa.
Vì vậy, sau 60 tuổi, con người phù hợp với cuộc sống hưu trí, nghỉ ngơi và dưỡng sức. Tinh thần, thể lực và trí tuệ của chúng ta không còn thích hợp để làm việc nữa. Tiếp theo vẫn còn một điều khác cần thảo luận. Quý vị thấy đấy, chúng ta sống rất nhiều năm, đó là một khoảng thời gian rất dài. Nếu sống được trên 80 tuổi mà không bị gặp chuyện chẳng lành, hoặc không vì tai nạn, vì thói quen xấu, vì tội ác, hoặc vì các bệnh ác tính do di truyền thì quả là một người rất may mắn. Trên thực tế, nhiều người không sống được đến độ tuổi này. Chúng ta không đi sâu về điều này. Giả dụ, chúng ta đều sống được trên 80 tuổi nhờ vào hệ miễn dịch tốt và có quả tim khỏe mạnh. Chúng ta hãy tiến hành một phép tính. Một đời người sống được khoảng 30.000 ngày, tính ra là 82 năm. Nếu mỗi ngày mà ngủ 8 tiếng thì tổng cộng chúng ta đã ngủ mất bao nhiêu năm? Khoảng 27 năm ạ. Chúng ta đã dành ra 27 năm chỉ để ngủ. Đúng ạ, chúng ta đã ngủ mất 1/3 của cuộc đời. Đã ngủ mất 10.000 ngày. Được rồi, chúng ta hãy cắt giảm một chút. Nếu một ngày ngủ 7 tiếng thì sao? 7 tiếng thì sẽ là 24 năm ạ. Đã ngủ 24 năm sao? Đúng ạ. Nếu một ngày ngủ 6 tiếng sẽ là bao nhiêu? Ngủ 6 tiếng sẽ là 20 năm ạ. Đã ngủ 20 năm, con người đã ngủ mất 1/4 cuộc đời rồi ạ. Hãy thử xem, một ngày chúng ta ngủ 6 tiếng so với 8 tiếng thì một đời sẽ chênh lệch bao nhiêu năm? 7 năm ạ, thời gian ngủ sẽ chênh lệch 7 năm. Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi thì chúng ta nên hình thành một thói quen dậy sớm, đặc biệt là đối với các bậc phụ huynh. Càng nên dậy sớm nấu bữa sáng cho con. Dậy sớm hơn 2 giờ sẽ giúp thời gian của mọi người thoải mái hơn rất nhiều. Nếu thức dậy muộn hơn 2 tiếng, sẽ không đủ thời gian để làm nhiều việc và tất cả đều sẽ rối tung lên. Trong một đời mà chăm chỉ dậy sớm hơn 2 tiếng để làm việc hoặc học một kỹ năng nào đó, chẳng hạn như luyện viết thư pháp, tập quyền, ngồi thiền, niệm Phật, làm việc nhà, học những kỹ thuật khác, hoặc đọc sách. Những thành quả đạt được là điều có thể tưởng tượng được. Đó là sự khác biệt giữa 7 năm trong cuộc đời. Có những người đã trở thành trạng nguyên, thành chuyên gia về lĩnh vực nào đó, trong khi có những người lại rất bình thường. Người chăm chỉ sẽ đạt thành tựu, kẻ lười biếng sẽ chẳng có gì. Khác biệt lớn là vì mỗi ngày họ đã dành ra nhiều hơn 2 tiếng đồng hồ. Theo kinh nghiệm của tôi, mỗi sáng sớm luyện tập bát quái nội công. Nếu so sánh hiệu quả luyện tập của 1 tiếng với 2 tiếng sẽ có sự khác biệt rất lớn. Những người đã có tuổi và có một số vấn đề về sức khỏe mà hàng ngày chỉ tập 1 tiếng đồng hồ. Năng lượng từ 1 giờ luyện tập chỉ có thể duy trì sức khỏe cơ bản. Đi bộ 2 tiếng đồng hồ mới có thể tích lũy được năng lượng, mới có thể làm cho người già trẻ lại và được tái xuân. Như vậy, cho dù đã 70 tuổi, nhưng vóc dáng và tình trạng sức khỏe sẽ giống như 50 tuổi. Nếu tập luyện tốt, sẽ trông trẻ hơn nữa. Điều này phụ thuộc vào thời gian luyện tập. Nếu duy trì tu tập 100 ngày mà mỗi ngày tăng thêm 1 tiếng, sự chênh lệch về hiệu quả đạt được sẽ vô cùng to lớn. Hãy tính xem, sự khác biệt sẽ lớn như thế nào nếu mỗi ngày dậy sớm hơn 2 tiếng đồng hồ. Nếu chúng ta sống 82 năm thì thời gian bình quân để ngủ là khoảng 27 năm. Khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta chỉ xấp xỉ là 20 năm. Việc ngủ đã chiếm mất rất nhiều thời gian của chúng ta. Một ngày ngủ 7 đến 8 tiếng là lẽ bình thường. Nhiều người thích ngủ nướng tới hơn 10 tiếng đồng hồ. Hãy tính xem,
Nếu một ngày mà ngủ 10 tiếng thì 82 năm đã ngủ mất bao nhiêu năm? Đối với những người ngủ trên 10 tiếng mỗi ngày, hãy xem họ đã làm được những gì. Mỗi ngày ngủ 10 tiếng sẽ là 34 năm. Đã ngủ 34 năm, so sánh với những người siêng năng chỉ ngủ 6 tiếng một ngày thì thế nào? Những người ngủ 6 tiếng một ngày, một đời sẽ mất 20 năm để ngủ, đúng không? Đúng ạ. Vì vậy, những ai ngủ 10 tiếng sẽ nhiều hơn 14 năm. Trong 14 năm đó, họ trong trạng thái hôn mê. Quý vị thấy điều này có lợi gì không? Quý vị hãy tự tính là sẽ biết nó không phải là một câu đố, mà là một phép toán đơn giản, thật đáng sợ biết bao. Tại sao tôi lại khuyến khích việc thức dậy sớm? Quý vị sẽ nhìn thấy thời gian mà mình tiết kiệm được là trong trạng thái sống tỉnh táo và sáng tạo. Giống như bà nội tôi. Cứ khi nào bà rảnh là lại la mắng ông nội tôi, bà đã phàn nàn về những điều khác nhau trong suốt 30 năm. Đó chính là điều khiến ông nội tôi buộc phải rèn luyện định lực của mình. Không phải là ông nội tôi thích tu hành mà là vì bà nội tôi rất hay cằn nhằn. Cho nên ông nội tôi bắt buộc phải tu. Cuối cùng ông đã tu luyện đến trạng thái, nhìn mà chẳng thấy, nghe mà chẳng theo. Hãy nhìn vào vấn đề của bà nội tôi. Nếu một ngày bà la mắng người khác 10 tiếng, một đời bà đã dành bao lâu để không làm gì ngoài việc làm tổn thương người khác? 10 tiếng đồng hồ ạ, bà đã la mắng người khác trong suốt 34 năm, là 34 năm ạ. Nếu quý vị la mắng người khác 1 tiếng trong một ngày sẽ là bao lâu? Đã mất bao nhiêu thời gian để mắng mỏ và nói những lời tổn thương trong một cuộc đời, tổng cộng là bao lâu? Khoảng 3 năm rưỡi ạ? Ồ, khoảng 3 năm rưỡi. Ở đây, tôi không thảo luận về vấn đề của bà nội tôi mà đây là vấn đề của rất nhiều phụ nữ. Họ đã mất bao nhiêu thời gian lãng phí vào việc cằn nhằn một cách vô ích? Và trút bỏ cảm xúc của mình. Vì vậy, chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian. Tôi cho rằng thời gian của cuộc đời là vô cùng quý giá. Thời gian thật sự là tiền là bạc, nó rất ngắn ngủi. Thế nhưng, rất nhiều thời gian của chúng ta đã dành cho những thứ lặt vặt không đáng. Thậm chí, nhiều người còn nói là họ không có việc gì nên mới đi gây sự. Vì vậy, đừng dậy muộn và ngủ nướng nữa. Mọi người cần thay đổi thói quen của mình. Thứ nhất là hãy dậy sớm. Thứ hai là hãy tự mình làm mọi việc, dù là việc lớn hay việc nhỏ. Chỉ có như vậy, quý vị mới có thể biết rõ những gì mình đang làm và tự tin về điều đó. Mọi việc sẽ trở nên dễ dàng bởi vì quý vị đã hiểu biết về tất cả mọi thứ, bất luận là gia đình của quý vị có nhỏ như thế nào, hoặc doanh nghiệp có lớn bao nhiêu, quý vị luôn cần có những tinh thần và hành vi như vậy thì sẽ quản lý tốt mọi thứ. Nếu quý vị không muốn lãng phí một đời thì hãy xác lập chí hướng ngay từ khi còn nhỏ. Người Trung Quốc đại lục chúng tôi gọi là lý tưởng hoặc gọi là ước mơ. Cần phải xác lập một nguyện vọng và mục tiêu để tương lai theo đuổi. Không nhất thiết là phải quá cụ thể. Có người nói rằng họ muốn trở thành nha sĩ. Trong quá trình học y khoa, họ có thể trở thành bác sĩ gia đình không? Chắc là cũng được. Cần phải đưa ra một định hướng cho bản thân. Chẳng hạn như tôi muốn học y khoa. Hãy tạo cho mình một định hướng để tiến tới. Định hướng này càng xác lập sớm, sẽ càng sớm đạt được thành tựu. 那么你的成就的越早,
Hơn nữa, khả năng thành công sẽ càng cao hơn. Vừa rồi, tôi có cho quý vị xem sơ đồ tuổi thọ của con người, tính ra được khoảng 80 năm. Đối với người hiện đại thì rất ít ai có thể lập nghiệp trước 20 tuổi. Nếu đã lập nghiệp thì cũng rất ít người đặt học vấn cao hoặc làm các ngành công nghệ cao. Đúng không? Ví dụ như lĩnh vực thiết kế máy tính, thiết kế kiến trúc, thậm chí là thiết kế thời trang hiện đại. Tất cả đều đòi hỏi phải có kỹ năng máy tính và kiến thức sâu rộng. Vì vậy, những chuyên ngành này thường phải sau 20 tuổi mới bắt đầu làm việc đúng không? Trong 20 năm đầu đời, hầu hết mọi người đều chưa thể đi làm hoặc lập nghiệp. Đây là giai đoạn học tập và tích lũy kiến thức. Từ 20 đến 25 tuổi là lúc lựa chọn ngành nghề. Ví dụ, nếu đã có mục tiêu rõ ràng, quý vị sẽ chọn chuyên ngành của mình khi vào đại học. Nếu đã chọn một chuyên ngành trong lĩnh vực y tế, quý vị sẽ bắt đầu học các môn liên quan. Điều này sẽ giúp cho tương lai của quý vị có thể làm việc trong lĩnh vực y tế. Khi đã xác định được chí hướng của mình, quý vị sẽ có phương hướng để nỗ lực tiến tới. Từ khi còn học trung học cơ sở, quý vị đã bắt đầu học hỏi và đọc những cuốn sách và những kiến thức liên quan đến y học. Những kiến thức này sẽ tạo hứng thú và đam mê cho quý vị đối với lĩnh vực y tế. Đặc biệt là khi quý vị học được những kiến thức mà trước đó chưa hiểu về nó, khi quý vị đột nhiên hiểu biết rất nhiều, sẽ có cảm giác thành tựu. Nó làm cho quý vị hạnh phúc. Vì vậy, trước 30 tuổi, quý vị đã bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực mơ ước mà mình lập ra. Đến 40 tuổi, quý vị đã trở thành chuyên gia, hoặc thậm chí là một chuyên viên trong một lĩnh vực chuyên biệt. Quý vị sẽ là một chuyên gia thật sự ở tuổi 50. Đến 60 tuổi, quý vị sẽ là một chuyên gia cao cấp. Vì vậy, nếu quý vị muốn trở thành một chuyên gia xuất sắc hoặc trở thành chuyên gia và là nhân vật hàng đầu trong ngành nghề mà quý vị yêu thích, quý vị cần phải xác lập chí hướng ngay từ khi còn nhỏ và bắt đầu lập kế hoạch cho mình, sau đó nỗ lực để đạt được nó. Đến khi 50 tuổi, chắc chắn quý vị sẽ trở thành một chuyên gia. Đối với kinh doanh cũng vậy. Không ai là người biết quản lý kinh doanh ngay từ bước đầu, đều cần phải có những trải nghiệm và quản lý thực tế. Từ việc nhỏ cho đến việc lớn, từ đơn giản cho đến phức tạp, phải có kinh nghiệm thực tế và cần được tích lũy dần dần mới có thể quản lý tốt một doanh nghiệp lớn. Rất hiếm có sinh viên nào vừa mới tốt nghiệp ngành quản lý mà có thể lập tức quản lý tốt một doanh nghiệp. Đó là điều không thể. Lý thuyết sách vở luôn có một khoảng cách nhất định so với thực tế. Vì vậy, cần phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm để áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. Tất cả đều cần có thời gian trải nghiệm. Vì vậy, càng sớm xác lập chí hướng, chúng ta càng sớm đạt được mục tiêu và sớm thành công hơn. Ở đây tôi cũng sẽ nói về sự thành tín. Đó là một yếu tố quan trọng để giúp chúng ta thành công. Người người đều muốn được sống một cuộc sống tốt đẹp nhất. Mọi người đều muốn đạt được điều gì đó có ý nghĩa và mang lại lợi ích cho thế giới này. Thế nhưng, đến khi cần thực thi nó, hàng ngày, người ta lại nằm ì trên giường khi cần thức dậy. Lúc cần sự thành tín thì họ lại nói dối. Khi đến giờ tập thể dục thì họ lại ngủ. Lúc cần vui vẻ thì họ buồn rầu. Họ điều hành xử theo cách ngược lại. Nếu không có cha mẹ hoặc ai đó dạy dỗ nhắc nhở, cuộc đời của họ sẽ bị hủy hoại bởi những thói xấu này. Mọi khát vọng lớn lao mà họ đặt ra đều là dối trá.
Ước mơ sẽ trở thành giấc mơ trong khi ngủ, lý tưởng mà trở thành những suy nghĩ viển vông thì sao có thể biến nó thành hiện thực? Đó chỉ là hư ảo mà không có thật, một lời nói ra, dù bốn ngựa khó đuổi. Hãy làm một người có thành tín, tôi nhất định sẽ làm bằng được những gì tôi đã hứa. Lời nói phải được tin tưởng, hành động phải có kết quả. Tôi sẽ làm tốt những gì mà mình đã hứa. Khi đã hình thành thói quen, khát vọng của mọi người nhất định sẽ trở thành hiện thực, trừ khi ông trời muốn tiêu diệt. Tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng, đối với công việc thì phải cần mẫn, thái độ làm việc phải có sự tin cậy, vân vân. Những phẩm chất này rất quan trọng để thành tựu hóa ước mơ vĩ đại của chúng ta. Cần phải có tất cả những yếu tố đó mới có thể đạt thành tựu. Tiếp theo, chúng ta nói về những thành tựu sự nghiệp to lớn của các bậc hiền triết thời cổ đại. Chúng ta cùng xem những thành tích của họ và độ tuổi khi họ thành công. Sau khi xem xong, chúng ta sẽ biết được sự tôn nghiêm của họ là như thế nào. Có rất nhiều vị hoàng đế khai quốc, trong đó có hoàng đế Chu Nguyên Chương triều đại nhà Minh. Từ nhỏ, ông đã là người biết lập ra chí hướng. Ông đã từng hành động như một hoàng đế, đã phong chức vụ và sắp đặt nhiệm vụ cho những đứa trẻ chơi chung với mình. Vào thời điểm đó, ông đã đặt ra mục tiêu cho cuộc đời của mình, mặc dù chưa phải là quá rõ. Năm 25 tuổi, ông làm quân sự dưới quyền của Tổng Tư lệnh Quách Tử Hưng. Về sau, ông là lãnh đạo của đội quân khởi nghĩa. Từ năm hơn 20 tuổi, ông đã bắt đầu thực hiện sự nghiệp quân sự của mình. Đây là ngài Chu Nguyên Chương, với ngài Lưu Bang cũng vậy. Khi còn trẻ, ông được thấy Hoàng đế Tần Thủy Hoàng đi diễu hành với đội hình ngựa xe vô cùng oai phong. Tất cả người dân đều phải quỳ rạp bên lề đường không được ngẩng đầu nhìn. Nhưng ông đã nhìn trộm và thấy vẻ uy nghiêm, khí thế của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Ông đã thầm thề với mình rằng sẽ trở thành một người như vậy. Vì vậy, trong lòng đã thầm lặng lập lên một chí hướng. Sau đó, ông lập đội quân khởi nghĩa, trải qua bao năm chiến đấu, cuối cùng đã lập nên nhà Hán. Trong triều đại nhà Hán, có một vị hoàng đế vĩ đại tài ba, được xưng danh là Hán Vũ Đế. Cha ông của ngài đã trải qua một thời kỳ vô cùng nổi tiếng và được xưng là Văn Cảnh Chi Trị. Ở thời kỳ đó, quốc gia cần được nghỉ ngơi và tránh khỏi chiến tranh loạn lạc. Cha ông ngài quản lý đất nước theo tư tưởng vô vi nhi trì, tức là không làm gì cả theo ý nghĩa chung. Kết quả là dân Hung Nô đã thường xuyên xâm phạm biên giới, gây hấn càn quấy. Tuy còn nhỏ, nhưng Hán Vũ Đế đã có chí lớn. Ngài nói với chính mình rằng, đường đường là Đại Hán Vương Triều, cớ sao ta phải chịu sự ức hiếp và bị sỉ nhục bởi những kẻ man di mọi dợ này. Lúc trở thành hoàng đế, nguyện vọng lớn nhất của ngài là nhất định sẽ dập tắt sự quấy nhiễu của Hung Nô và mang lại sự hùng mạnh thật sự cho nhà Hán. Mặc dù lên ngôi ở tuổi 15, nhưng ngài đã kiên quyết diệt trừ bằng được tộc Hung Nô. Về sau, một người bạn thời thơ ấu tên là Vệ Thanh cũng là một vị tướng lĩnh vĩ đại, đã phụ tá ngài trong suốt thời gian cầm quyền. Vệ Thanh đã trở thành một vị tướng lĩnh tài ba khi mới ngoài 20 tuổi. Một vị hoàng đế trẻ tuổi và một vị đại tướng quân trẻ tuổi đã cùng nhau tạo nên một trang lịch sử vô cùng hào hùng của Trung Quốc. Họ thật sự là rất giỏi giang. Khi Hán Vũ Đế đến tuổi trưởng thành, đã xuất hiện một anh hùng trẻ tuổi khác tên là Hoắc Khứ Bệnh. Ông ra trận khi mới 18 tuổi và tên tuổi của ông đã khiến cho kẻ thù phải khiếp sợ. Ông ấy thực sự là một anh hùng trẻ tuổi. Thời điểm Thành Cát Tư Hãn còn trẻ tuổi, ông được bầu làm thủ lĩnh lớn nhất của các bộ lạc Mông Cổ khi mới 20 tuổi.
ông bắt đầu chinh phục tất cả các bộ lạc khác. Trải dài 44 năm chinh chiến, cuối cùng ông đã thống nhất tất cả các bộ lạc của Mông Cổ. Về sau, ông tự lấy hiệu là Thành Cát Tư Hãn. Như sư phụ đã nói, từ khi mới mười mấy tuổi, ông đã lập cho mình một chí hướng vô cùng rõ ràng. Bắt đầu từ năm 20 tuổi, ông đã là mũi nhọn của đấu tranh. Đến khi ngoài 40 tuổi, ông đã được gặt hái thành quả của mình. Về sau, sự nghiệp của ông đã vô cùng chín muồi. Một người khác cũng giống như Thành Cát Tư Hãn, đó là Pháp Sư Huyền Trang. Ngài là một nhà sư ở triều đại nhà Đường. Ngài bắt đầu hành trình lấy kinh từ năm 27 tuổi. Ngài đã trở thành một nhà sư từ khi còn nhỏ và an phận với số mệnh trời ban. 27 tuổi, Ngài từ biệt Trường An đi Tây Phương thỉnh kinh. Cuộc hành trình này đã kéo dài suốt 16 năm. Ngài trở lại Trường An vào đầu tuổi 40 và bắt đầu cuộc đời dịch thuật kinh sách. Ngài đã dẫn dắt rất nhiều học giả và các vị tăng ni trong việc dịch thuật sang tiếng Trung Quốc những bộ kinh lấy về từ Ấn Độ. Ngài đã đi truyền bá Hoằng Dương Phật Pháp, sau đó lưu truyền cho các thế hệ sau. Ngài đã xác lập chí hướng từ khi còn trẻ và bắt đầu thực hiện ở độ tuổi ngoài 20. Đến khi ngoài 40 tuổi, Ngài bắt đầu gặt hái thành quả sự nghiệp của mình. Nhìn về xã hội cận đại, chúng ta có thể thấy Thủ tướng Churchill là một nhân vật lịch sử vĩ đại lừng danh của nước Anh. Ông bắt đầu hoạt động chính trị khi mới 26 tuổi. Trong sự nghiệp chính trị kéo dài hơn 60 năm của mình, ông đã đóng góp to lớn cho đất nước và đóng góp cho sự hòa bình của thế giới trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ngoài ra, còn có một vị khác mà tôi vô cùng kính phục. Bây giờ, bà đã ở tuổi cao niên. Bà bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là nữ hoàng Elizabeth của Anh khi mới 26 tuổi. Đối với rất nhiều cô gái khác ở độ tuổi 26, đây là thời điểm tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào của tuổi yêu đương. Tuy nhiên, đối với bà thì khác. Bà đã gánh vác trách nhiệm xây dựng đất nước. Cho đến tận bây giờ, bà đã ngoài 90 tuổi rồi, nhưng bà vẫn cống hiến hết mình cho đất nước. Đối với một vị cao niên ngoài 90 tuổi mà nói, chỉ có thể dùng hai chữ kính phục để tán thán bà. Bà là người khiến cho mọi người vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ, vô cùng tuyệt vời. Chúng ta vừa nhắc đến những người đã có thành tích vĩ đại trong lịch sử. Họ đã đạt thành tựu và làm nên đại sự, đồng thời đã gánh vác quốc sự từ khi còn rất trẻ. Họ thật sự là rất giỏi giang. Tôi thấy giới trẻ ngày nay đã khác. Bởi vì ngày nay trên toàn thế giới, xu hướng nhảy việc của các bạn trẻ dường như đang rất phổ biến. Khi họ mới 30 tuổi mà đã làm việc cho hơn 10 công ty, họ cho rằng làm như vậy sẽ giúp họ thấy nhiều biết rộng và sẽ hiểu biết mọi thứ. Thế nhưng, tất cả những bậc đã đạt thành tựu trong lịch sử mà tôi tôn thờ, họ đều làm việc theo một nguyên tắc, nhất môn thâm nhập. Tất nhiên là trước khi đi sâu vào một lĩnh vực nào đó, họ đã phán đoán và đưa ra quyết định đúng đắn. Họ xem công việc đó có phải là những gì họ muốn và thích nhất hay không. Nếu đúng thì họ sẽ đi sâu vào lĩnh vực đó và thực hiện nó cho đến khi đạt mục tiêu. Họ không nhảy hết chỗ này đến chỗ khác. Đây cũng là một trong những điều mà tôi nhắc nhở các bạn. Hãy đi sâu vào một lĩnh vực và làm tốt những gì cần làm. Khi các bạn đi sâu vào một lĩnh vực nào đó, sẽ nhận được gì từ quá trình học tập của mình? Người xưa thường nói là cầm trong tay chiếc bát cơm bằng thép. Theo những lời sư phụ đã dạy tôi rằng, khi học được một loại kỹ năng nào đó cho bản thân, thứ nhất là kỹ năng đó không bao giờ trở thành gánh nặng của mình. Thứ hai, tất cả những gì có trên người đều có thể bị đánh cắp. Duy chỉ có những kỹ năng mà mình đã học được là vĩnh viễn không bao giờ bị mất. Thứ ba, Thầy gọi đó là bát cơm vàng. Bát cơm vàng nghĩa là gì? Nghĩa là có thể dùng tài trí và kỹ năng của mình để phục vụ mọi người ở bất cứ mọi lúc. Đồng thời cũng có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Không nhất thiết là phải có một khả năng vĩ đại mà là bất kỳ một loại kỹ năng nào cũng được.
Có thể nhiều người đã coi thường một người thợ khóa. Có một lần tôi gặp một người thợ khóa ở Đài Loan. Chúng tôi trò chuyện với nhau và nói về chủ đề bất động sản. Anh ấy nói với vợ, căn nhà đó lại cho thuê tiếp rồi sao? Tôi hỏi anh ấy, anh cho thuê căn nhà nào? Vợ anh ấy trả lời, chúng con có 3 căn nhà để cho thuê. Chúng con lười không muốn quản lý, nên đã giao cho bên quản lý bất động sản quản lý giúp. Quý vị thấy đấy, một người thợ khóa mà có đến 3 căn nhà cho thuê và 1 căn để ở. Mọi người có thể tưởng tượng được không? Khi người ta thành thạo một nghề trong tay, nó sẽ trở thành bát cơm vàng và không bao giờ bị mất. Không ai có thể lấy nó đi. Dù có đi đến đâu, cũng có thể tạo ra giá trị và tạo ra của cải cho mình. Đó là tầm quan trọng của bát cơm vàng. Bát cơm vàng này, nhỏ thì có thể nuôi gia đình. Lớn thì có thể trở thành một doanh nghiệp cấp quốc tế. Ngày nay, chúng ta thường dùng Facebook để phát chiếu trực tiếp, gọi tắt là FB. Người sáng lập ra Facebook là một ông chủ trẻ tuổi, đã bắt đầu từ khi vẫn đang học đại học. Facebook là một ứng dụng để trò chuyện, dần dần về sau đã phát triển ra toàn thế giới. Quý vị thấy đấy, kỹ thuật nhân với thời gian và không gian sẽ phát triển ra toàn thế giới. Trước đây, đã vài lần tôi kể về câu chuyện làm nghề đậu phụ. Từ đời ông bà nội của một gia đình nọ, họ đã làm nghề làm đậu phụ. Thời đó, họ dùng một con lừa để kéo cối xay đậu. Sau đó làm thành đậu phụ và bán cho mấy làng nhỏ ở khu vực lân cận. Sau khi đô thị hóa, quá trình làm đậu phụ cũng trở nên tự động hóa. Máy móc đã thay thế sức lao động của con người. Nhưng họ đã nắm trong tay bí quyết và công thức làm đậu. Gia đình họ thuộc tầng lớp trung lưu. Họ đã bắt đầu bán từ một làng có 1.000 người. Nếu họ cung cấp đậu phụ cho một thành phố với dân số 5 triệu người, tài sản của họ sẽ lớn đến mức nào? Vì vậy, kỹ thuật nhân với thời gian và không gian sẽ trở thành to lớn vô giới hạn. Cổ nhân dạy chúng ta rằng, có 3 yếu tố cơ bản để thành công trong sự nghiệp là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Có đủ 3 yếu tố này ắt sẽ thành công. Vì vậy, xin nhắc nhở các bạn trẻ rằng, hãy sớm xác lập lý tưởng và ước mơ, sau đó sớm bắt đầu nỗ lực để thực hiện nó. Hãy biến lời nói thành hành động. Nói được là phải làm được và phải nỗ lực hết mình. Tiếp theo là hãy đi sâu vào một lĩnh vực, không nên nhảy hết chỗ này qua chỗ khác. Các bạn cứ cho rằng, mình học được rất nhiều khi nhảy đi khắp nơi. Nhưng thực ra là đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để đi sâu vào một lĩnh vực. Nếu quý vị muốn có một sự nghiệp thành công và không uổng phí một đời thì phải sống có đạo đức. Những người sống có đạo đức từ bi lương thiện, có tín điều, ắt sẽ có số phận tốt. Tôi tin vào điều này. Ngoài những đặc điểm trên khuôn mặt của chúng ta do di truyền là không dễ thay đổi ra. Tuy nhiên, đối với ngoại hình như các đường nét, khí sắc, gầy béo là có thể thay đổi được. Nếu thay đổi được những thứ đó là sẽ thay đổi được số mệnh, bởi vì tướng do tâm sinh. Đối với những người luôn có những suy nghĩ từ bi nhân hậu, từ nét mặt, cơ bắp, ánh mắt, cho đến làn da trên cơ thể của họ, đều để lại cho người khác những ấn tượng tốt và cảm giác dễ chịu. Quý vị có thể thử điều này bằng cách những khi gặp chó mèo, hãy đứng yên xem chúng có đến gần và làm bạn với quý vị hay không. Nếu động vật muốn đến gần, có nghĩa là chúng cảm nhận được sự cắt tường ở quý vị. Những con vật nhỏ sẽ chỉ chủ động đến gần quý vị khi chúng cảm thấy an toàn.
Khi mang trên mình một loại từ trường ôn hòa, con người sẽ trở nên cát tường. Vì vậy, từ khí sắc, dáng vẻ, khí chất, nét mặt, giọng nói, cử chỉ hành động, hơi thở, dáng đi và mọi hoạt động đều hiện ra tướng mệnh của chúng ta. Những điều này đại diện cho vận khí, phú quý và tai nạn của mọi người. Vì vậy, chúng ta có thể nhận biết qua ngoại hình, qua mọi hành vi và nhiều biểu hiện khác. Cổ nhân thường mô tả về những người đang có vận may tốt sẽ có những đặc điểm sau. Ấn đường tươi sáng, đôi mắt có thần hồn. Những người thường đọc truyện cổ sẽ hiểu hai câu này và biết đó là những đặc điểm của người có vận may tốt. Cùng là ngoại hình như vậy, nhưng nếu có khí sắc tốt, người ta sẽ trở nên hấp dẫn. Làm thế nào để có được khí sắc tốt và hấp dẫn? Tâm mang thiện niệm. Ngủ sớm dậy sớm. Luôn luôn niệm Phật. Hành thiện mỗi ngày. Đối với phụ nữ thì giúp chồng dạy con. Giúp chồng dạy con không đơn giản chỉ là nấu ăn và giặt giũ cho chồng con, mà là cần có sức ảnh hưởng tích cực đối với chồng và giáo dạy tốt con cái, để họ trở thành những người tốt và lương thiện. Đây mới được gọi là giúp chồng dạy con. Con cái có những phẩm chất của một chính nhân quân tử hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào trọng trách giáo dạy của cha mẹ. Thời xưa, mẹ của Mạnh Tử đã phải chuyển nhà 3 lần để tìm môi trường sống tốt cho con. Bà đã phải chuyển nhà 3 lần mới tìm được một nơi yên tĩnh và môi trường học tập tốt. Những đứa trẻ và người lớn ở khu vực đó đều rất ham học, rất nho nhã và thấu hiểu đạo lý. Đối với bà, đó mới là môi trường sống lý tưởng. Vì vậy, Mạnh Tử mới có thể trở thành một trong những triết gia nổi tiếng nhất trong lịch sử. Câu chuyện này đã trở thành một điển tích. Môi trường bên ngoài và bên trong đều đặc biệt quan trọng đối với việc nuôi dạy một đứa trẻ. Thành công của một đứa trẻ là vì có một người mẹ vô cùng trí tuệ. Trong khi cha mẹ chúng ta chỉ bận rộn với việc kiếm tiền, làm việc, cãi vã và ly hôn, thì mẹ của Mạnh Tử đã dốc lòng dốc sức vào việc giáo dục đạo đức và kiến thức cho con. Chính vì vậy mà Mạnh Tử mới có được một cuộc đời huy hoàng với nhiều thành tựu vĩ đại. Vì vậy, việc gây dựng và giáo dục là điều không hề dễ dàng chút nào. Muốn vận mệnh trở nên cát tường và tốt đẹp hơn thì chúng ta cần phải tu cho tốt. Sau đó, hãy vận dụng những kiến thức của mình để hướng dẫn người nhà và quản lý tốt con cái. Gần đây, chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều tài liệu về những gia tộc nổi tiếng của Trung Quốc. Nhiều gia tộc đã rất tốt trong vài chục thế hệ. Bối Duật Minh là một kiến trúc sư nổi tiếng thế giới. Những ai quan tâm đến kiến trúc đều sẽ biết đến nhiều công trình thiết kế vô cùng xuất sắc của ông ở Trung Quốc. Ông là một kiến trúc sư nổi tiếng thế giới. Ông là người gốc ở Tô Châu. Gia đình ông đã có truyền thống lịch sử giúp đỡ người khác trong suốt hơn 10 thế hệ. Họ đã tích lũy rất nhiều công đức và những phẩm hạnh xuất sắc. Đó là lý do tại sao dòng họ nhà ông đã có rất nhiều nhân tài qua bao nhiêu thế hệ như vậy. Vào thời của ông, nhiều thành viên trong gia đình đều làm ngành y, và ông là một kiến trúc sư nổi tiếng thế giới. Ở Hoa Kỳ có một vị thám tử lừng danh được thế giới công nhận, đó là tiến sĩ Lý Sương Ngọc. Ông ấy đã ngoài 80 tuổi rồi. Gia đình ông có một nền giáo dục rất tốt. Cha của ông qua đời ở tuổi trung niên. Mẹ ông đã nuôi dạy 13 người con, đều trở thành tiến sĩ, trong đó có ông.
Đằng sau những đứa trẻ xuất chúng, nhất định phải có cha mẹ xuất sắc. Vì vậy, sự giáo dục và ảnh hưởng là hết sức quan trọng. Thông thường, một người lừng danh như ông Lý Sương Ngọc sẽ rất ngạo mạn. Tôi đã tìm xem một số thông tin về ông trong một cuộc phỏng vấn. Ông ấy nói rằng ông chỉ sợ một người duy nhất trên thế giới đó là mẹ ông. Mẹ tôi bảo tôi giúp ai là nhất định tôi phải giúp người đó. Nếu mẹ tôi bảo tôi mấy giờ đến một nơi nào đó thì nhất định tôi phải đến đó. Đây chính là sự giáo dục, là một người nổi tiếng và đạt thành tựu lớn trên thế giới. Nhưng ông vẫn luôn vâng lời và kính trọng mẹ mình. Đây gọi là giáo dưỡng. Những người được giáo dưỡng sẽ dễ đạt đại thành tựu to lớn. Và sự giáo dưỡng tốt đẹp đó sẽ dễ dàng truyền lại cho các thế hệ sau. Quý vị đã nghe hiểu những thông tin về lịch sử mà tôi đã cung cấp cho quý vị. Có hai yếu tố chính quyết định vận mệnh. Yếu tố thứ nhất liên quan đến tướng mệnh, đó là trí tuệ và khả năng di truyền nào đó. Thứ hai là người ta có nỗ lực chăm chỉ hết mình để thực hiện hay không. Hàng ngày có chịu khắc khổ, cần cù học tập và có biết cầu tiến hay không? Vận mệnh của chúng ta được quyết định bởi hai yếu tố là tiền thiên và hậu thiên. Có một số phận tiền thiên tốt là điều rất tốt, nhưng nhất định phải có sự nỗ lực về sau. Những người có hậu thiên tốt là vì họ nỗ lực rồi mới có một vận mệnh tốt thật sự. Dần dần, chúng ta sẽ hiểu biết nhiều hơn. Ít nhất, thông qua cuộc thảo luận này, chúng ta biết rằng mình phải chăm chỉ nỗ lực học tập. Để vận mệnh của mình trở nên từ bi cát tường hơn. Bây giờ chúng ta đã biết rằng mọi hành vi của mình đều sẽ ảnh hưởng đến người nhà và các thế hệ tương lai của chúng ta. Vì vậy, hy vọng rằng mọi người đều có thể suy ngẫm và điều chỉnh mọi hành vi của mình sao cho đúng mực, để cho tất cả mọi người trong gia đình đều được may mắn, cát tường. Hạnh phúc, trí tuệ và có học thức uyên sâu. Tôi cũng mong rằng gia đình của tất cả quý vị đều có thể trở thành một ngọn đuốc không bao giờ cháy hết. Và trở thành một gia đình luôn êm ấm, bình yên, hạnh phúc, phú quý, trường thọ. Nhận được à? Được rồi, hẹn gặp lại quý vị ở lần sau. Kính cảm ơn sư phụ à. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨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 ，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，
观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨。南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨。南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无
南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨。
目观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，
南无观世音菩萨，南无观世音菩萨。南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨。南无观世音菩萨，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 
南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨。
南无观世音菩萨，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 南无观世音菩萨。
南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨。Bài tập thu công của Bồ Đề Thiền Tu. Bây giờ chúng ta bắt đầu thu công nhé. Xoa xoa tay. Xoa ấm, xoa nóng tay lên. Xoa xoa mặt. Hai tay đưa từ cằm lên tới vầng trán, rồi tới má. Lướt lòng bàn tay không chạm vào cơ thể. Tiếp tục xoa ấm tay, xoa nóng tay lên. Tách 10 ngón tay ra để chải đầu. Đầu ngón tay dùng lực sao cho vừa phải. Các ngón tay chải từ chân tóc phía trán đến chân tóc phía gáy. Xoa xoa tay. Vỗ đập toàn thân từ trên xuống dưới. Vỗ đập phần đầu trước. Thả lỏng khớp của hai cổ tay.
Trong trạng thái thanh tịnh, hãy dùng lực vỗ đập sao cho vừa phải. Vỗ đập vai trái. Sau đó vỗ đập vai phải. Tiếp đó vỗ đập trước ngực. Sau đó vỗ đập dưới nách trái, dưới sườn trái. Đổi qua bên phải, vỗ đập dưới nách phải, dưới sườn phải. Tiếp đó vỗ đập phần bụng. Hai tay thả lỏng vỗ đập. Từ từ đứng dậy. Vỗ đập từ trên xuống dưới mặt trước của đùi, đầu gối, cẳng chân, mắt cá chân, mu bàn chân. Vỗ đập nhẹ vào eo phía sau. Vỗ đập xuống vùng mông. Lần lượt vỗ đập xuống đùi sau, phía sau đầu gối, bụng chân, mắt cá chân, gót chân. Tiếp tục vỗ đập mặt trong và mặt ngoài của hai chân. Vỗ đập chân trái trước. Thả lỏng hai khớp cổ tay. Hơi dùng lực một chút vỗ đập từ trên xuống dưới. Sau đó vỗ đập chân phải. Tiếp tục vỗ đập hai cánh tay. Vỗ đập cánh tay trái trước. Sau đó vỗ đập cánh tay phải. Sau khi vỗ đập xong toàn thân, xoa xoa tay. Sau đó nhẹ nhẹ xoa vuốt toàn thân. Lướt lòng bàn tay không chạm vào cơ thể, quán tưởng những bụi bặm mà chúng ta vừa vỗ đập ra. Nhẹ nhàng rũ bỏ đi, rũ bỏ phiền não. Chúng ta trở nên khỏe mạnh, vui sướng. Đồng thời thầm niệm. Thu. 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 Buổi tu học của ngày hôm nay đã cắt tường viên mãn.